Kính lạy Đức Chúa Trời là Cha yêu thương của chúng con. Cảm tạ Chúa vì giờ này chúng con đang hiệp lại với các bạn chúng con từ mũi Cà Mau đến ải Nam Quan, và chúng con rất là khao khát cái dòng dòng sông sự sống của Đức Thánh Linh Ngài, xin dầu mới cũng như là dòng sông sự sống của Đức Thánh Linh Ngài tưới mát lòng chúng con, từ người cao niên cho tới các con trẻ. Chúa ơi, đây là một đội ngũ, đây là một đoàn chiến binh mà Cha đã sắm sẵn trong mùa thắng trận, và phải chúng con đang được sự phấn hưng của Ngài làm cho chúng con tươi mát từ sáng tới giờ. Chúng con biết các bạn học có hơi mệt nhưng mà các bạn vẫn trung tín vào dung để cầu nguyện và dâng lên Cha lời cảm tạ, lời chúc tán, lời ngợi khen. Giờ này đây con trẻ đến trước mặt Ngài và chúng con nói rằng: Chúa ơi, chúng con khao khát Ngài và xin rờ chạm chúng con, xin rờ chạm chúng con để chúng con thấy được là các bạn nhỏ đã nghe được lời cầu, đã được Cha nhậm lời cầu nguyện của các bạn nhỏ, và các bạn nhỏ thật là sung sướng khi mình biết rằng Chúa luôn luôn ở bên. Và phải Chúa Giêsu nói rằng nước thiên đàng thuộc về các con trẻ, và cảm tạ Chúa vì Cha luôn luôn yêu thương các con trẻ. Và các con trẻ đang ở đây, xin hãy đến và xin xức dầu tươi mới để chúng con được ngập tràn trong dòng sông sự sống của Ngài. Con cảm tạ Chúa, chúng con dâng lên hội đồng cầu nguyện cũng như các bạn nhỏ và các quý phụ huynh. Xin Cha cũng bổ sức cho các quý phụ huynh và những tô giáo cũng như là các tôi tớ Ngài, các đội thiện nguyện khắp nơi được Cha bổ sức thiên, và cũng như là xin giữ gìn các tôi tớ Ngài, các anh em con đi tới nơi về tới nhà bình an. Và xin Cha không quên, xin Cha chữa lành cho tất cả các bạn, các phụ huynh cũng như là những người mà đang bị mắc Covid. Nhân danh Chúa Jesus, một lần nữa linh sự chết, cướp giết, quỷ diệt, linh Covid phải lui ra khỏi đất nước Việt Nam và nề về nơi hồ lửa. Nhân danh Chúa Jesus, chúng con công bố sự chữa lành trong huyết của Jesus Christ Ngài trên tất cả các bạn, và cũng như là những nơi, những người, những nhà nào đang bị bệnh nhiễm Covid thì nó phải được chữa lành trong danh Jesus Christ. Con chúc bình an cho tất cả các gia đình cũng như là tất cả các ông bà chị em con ở nơi đây, cũng như là những gia đình đang xem YouTube. Con cảm tạ Chúa, con dâng lên Cha lời chúc tán ngợi khen, và chúng con hiệp tâm cầu nguyện trong danh Chúa Jesus Christ. Amen.